Chương trình đọc truyện bên thầy tiếp theo đến mẫu chuyện Lời dặn dò của Đức Thầy. Ông Út là chú ruột của Đức Thầy, tên Quỳnh Văn Quốc. Ông có kể mẫu chuyện lúc Đức Thầy còn ở tổ đình. Đức Thầy dắt ông Út ra cây dầu sau hè tổ đình. Ngài nói: Sau này tôi vắng tín đồ tôi một thời gian rất lâu, chừng nào chết chôn không kịp tôi mới về. Đức Thầy nói tiếp: Lúc ấy ông hãy dùng lu máy vú để đựng nước, tôi múc nước cho bệnh nhân uống. Nước gánh không kịp, múc không xiết, tôi múc nước rưới chúng ai thì hết đó. Đây là giai đoạn tôi cứu tín đồ tôi. Sau đó tôi vắng mặt 10 ngày cho tín đồ tôi trả quả. Lúc ấy trời đất tối thui, năm chèo xuất hiện, trên thì thú dữ tràn xuống ăn thịt người không xiết, thú thì con xé con lôi, con dành con giựt ăn thôi muôn trùng. Ông Út hỏi: Như vậy thì ai nó cũng ăn sao thầy? Thầy đáp: Người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Thầy nói tiếp: Nửa nước ngập tới hai cây dầu này. Như vậy chết hết sao thầy? Không sao, chừng ấy văn thù Bồ Tát xuống cứu vớt. Sau đó trời đốt lửa tẩy trần, cháy lụng xuống 3 tấc và đất đỏ như gạch. Sau ngày tận thế hạ nguân, Phật trời sẽ dùng phép màu lập lại thượng nguân. Phần nhận xét: Mỗi một vị Phật hay vị giáo tổ lâm phàm đều có sứ mạng thiêng liêng, mà sứ mạng đó không ngoài sự cứu khổ ban vui cho chúng sanh vạn loài. Bởi vì Phật thì lúc nào cũng đầy lòng từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ. Nhưng khi có sẵn lòng bác ái dị tha, chớ không thể bôi xóa được ác nghiệp quá nhiều của chúng sanh ở vào thời cùng cư tận pháp. Bài sứ mạng Ngài có dạy: Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Tuy nhiên Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, có bà mẹ nào lại muốn cho con phải khổ? Nhưng nếu con không nghe lời mẹ cứ làm quấy để phải tội, thì mẹ cũng không thể bên vực được. Cũng như trường hợp của Đức Thầy, dù rằng Ngài quá thương xót chúng sanh mà phải lâm phàm độ thế, nhưng Ngài chỉ báo trước cái khổ phải đến với chúng sanh, và chỉ con đường giải khổ bằng cách là phải tu thân hành thiện. Bởi vì cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Và câu kẻ tà gian sao bị lừa thiêu, người tu niệm sống đời thương cổ. Nếu chẳng tu thân hành thiện, hoặc tu mà chẳng thiệt tâm trao sửa, thì dù Ngài có quảng đại thần thông cũng không làm sao cứu được. Huống chi đây là cơ tận diệt, cuộc diễn biến của đại tam tai, mà mình không lo tu tịnh thì có Phật nào sửa luật nhân quả cho mình? Về điểm này, Đức Thầy đến khuyến nông tại Châu Đốc. Thuyết pháp xong, ông Diễn liền hỏi Đức Thầy: Thưa Thầy, hội long qua thì Thầy chọn lựa những người hiền, nhưng sao con thấy hiện giờ hung hiền lộn xộn quá,
thì làm sao mà chọn? Thầy nói, đến chừng đó quả đất này sẽ là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông. Bạch thầy, vậy hung hiền chết hết sao? Đức thầy đáp, đừng lo, cứ tu đi, vì đến chừng đó người tu thật sẽ có. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền bát nhà cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng bơm loan, rước người tu niệm xuê sang phỉ tình. Vậy các ông hãy lo tu tập thật đi, thì sẽ có ngày văn thù rước, chớ lo gì. Là tín đồ ngoan đạo, ta phải cố gắng tuân thủ theo lời vàng ngọc của Đức Tôn Sư, thì lo chi ngày Long Hoa không có mặt. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện Dạy Đạo Cứu Đời. Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Huỳnh giáo chủ đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở rạch So Đũa thuộc làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Tại đây, ngài tiếp tục phát phù trị bệnh, bá tánh và tín đồ xa gần tới lui tấp nập. Hôm ấy, có quý ông Hương Quảng Chiến, xã Phú Thành, hương chủ Lâm Thơ Cưu ở xã Mỹ Hội Đông và ông Cả Hân ở xã Long Kiến, cùng một số tín đồ từ Long Xuyên, Châu Đốc đến viếng Đức Thầy. Suốt ngày, người ta kéo đến nhờ Đức Thầy trị bệnh không ngớt. Sau đó ngài đem lời đạo lý ra bài giải, khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát khỏi sự khổ triền miên từ kiếp này qua kiếp khác. Có đoạn ngài nói, tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chứ không phải trị bệnh cứu đời. Nhưng bá tánh không hiểu, cứ kéo lại xin thuốc, xin bùa mãi, buộc lòng tôi tạm dùng ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe được lời đạo lý mà tu hành thoát khổ. Chớ sau này số người mắc bệnh có lúc đông không thầy thuốc nào cứu kịp. Nói đến đây, ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từ ngón mà nói rằng, nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau đúng thời kỳ rồi, con Phật, Phật dắt, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diệt. Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Hạnh tự Hương Quảng Chiến. Phần nhận xét: Đức Thầy cho biết nhiệm vụ của ngài là dạy đạo để cứu đời. Thật vậy, các đấng cứu thế bao giờ cũng chú trọng vào việc đưa chúng sanh ra khỏi sông mê, trở về bờ giác mới vĩnh viễn an vui. Thế nên lòng từ ái chứa chan của bậc đại giác như ngài thì bao giờ cũng muốn cắt đứt cái khổ sanh tử triền miên mà đưa con người đến chân hạnh phúc. Ngài đã từng phán dạy, diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngàn kiến tâm lần bước tới. Nhưng vì chúng sanh mê nhiễm quá nhiều, họ luôn chú trọng đến bản thân, muốn có được trường tồn, nên rất sợ sự chết chóc ốm đau.
Còn về tâm linh thì không biết dung bồi đức hạnh. Biết rõ tâm bệnh của chúng sanh, nên Ngài tùy cơ hóa độ. Thật vậy, bởi biết dùng pháp tam độ nhất như mà đã đưa họ từ chỗ khỏi bệnh khổ, mới cảm kích đức ân của Ngài. Có cảm kích đức ân, họ mới dễ thấm nhuần pháp vụ. Bởi Ngài khéo dùng phương tiện nhiếp hóa nhân sanh, nên chỉ một thời gian ngắn mà số chúng sanh được Ngài hóa độ không sao đếm tính. Và Ngài còn cho biết ở đoạn kết sau này, nếu ai tu hành chân chánh sẽ được Phật dắt dìu vì là con của Phật. Còn người chạy theo dị đoan mê tín, tin tưởng tà mị sẽ về giới cõi ma. Và kẻ không có lòng nhân tạo nhiều điều ác thì là con quỷ, sẽ bị quỷ diệt. Nói tóm lại, Ngài khai minh chánh giáo là vì một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, đem chánh pháp để độ chúng sanh thoát khỏi dòng trầm luân quan nghiệt. Còn việc chữa bệnh giúp đời là phương tiện để độ kẻ nghiệp nặng tình sâu. Bởi người được độ thoát sanh tử mới hoàn toàn hết khổ, còn kẻ được cứu khỏi bệnh thân thể chỉ là một giai đoạn tạm thời, chứ làm sao mà hết khổ được. Tuy nhiên, Ngài phải dĩ nguyện độ chơn. Về điểm này, Ngài có dạy ở bài Sứ Mạng. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Ta có phúc duyên nên mới được gặp giáo pháp của Ngài, vì đó là một đại chu thoàn có hiệu năng đưa người qua bể khổ. Thế nên ta gấp rút tu hành, kẻo tử thần không hẹn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện Đức Thầy độ cho người Trung Hoa ở chợ lớn. Chuyện xảy ra vào năm 1945. Đức Thầy trên đường dân du thuyết giáo, khởi hành từ Lâm Xuyên đến Gạch Giá. Xe của Đức Thầy ngồi do bác sĩ Trần Lũy lái, tháp tùng theo Thầy với một chiếc xe khác nữa, gồm có ông Phan Thành Vọng và các vị đồng đạo. Xe của Đức Thầy đi trước lâu, còn xe của ông Vọng đi sau. Xe vừa đến thị xã Mông Thọ, Đức Thầy gọi ông bác sĩ Lũy dừng xe lại. Đức Thầy mở cửa bước xuống. Thầy bước vào quán bên vệ đường, Ngài ôn tồn nói với người chủ quán: "Này cô chủ quán, cô vui lòng cho tôi gửi bánh xe lại đây. Nếu một lúc nữa có chiếc xe nào ngừng tại đây, xe bị bể bánh, thì cô nói cho họ biết là tôi có gửi cho họ cái bánh xe để thay." Cô chủ quán đáp: "Anh nói như vậy thì tôi đâu biết ai đâu mà nói cho họ thay bánh xe. Còn xe cộ chạy dập dìu thì biết ai đâu bị bể bánh mà hỏi." "Không, xe chạy thì nhiều, nhưng khi có xe nào bể bánh ngừng tại đây thì cô chịu khó lăn bánh xe này ra để cho họ thay,
rồi cô lấy tiền công. Thôi anh nói như vậy thì hay vậy, anh cứ để đó đi. Cô cũng không nói gì thêm nữa. Lúc bấy giờ bác sĩ Trần Lũy tỏ thái độ giận ra mặt, liền theo đó đức thầy bảo: thôi thì chúng ta lên đường. Khi thầy bước lên xe, lúc ông bác sĩ Lũy chưa kịp mở máy thì thầy nói: cái chuyện nhỏ như vậy mà ông cũng nóng giận nữa sao? Thưa thầy, không giận sao đặng. Cái tuổi của con cỡ nào rồi mà con còn kêu thầy bằng thầy? Còn tuổi nó bao lớn mà gọi thầy bằng anh, vậy mà không giận sao được? Đức thầy cười mà nói rằng: tuổi của tôi và tuổi của cô ấy gần bằng nhau, người ta không quen biết thì kêu bằng anh là phải rồi, đâu có lỗi gì trong cách xưng hô. Còn giữa tôi với ông là tình thầy trò, ông là đệ tử, tôi là thầy, ông gọi tôi bằng thầy là phải. Còn tôi đâu phải là thầy của người ta, chuyện nhỏ như vậy mà ông cũng giận nữa sao? Thôi mở máy xe đi. Ông Lũy lái xe trên đường đi Rạch Giá. Theo đây nhắc đến chiếc xe đi sao, gần đến chợ Mông Thọ thì xe bị nổ vỏ. Xe giảm tốc độ và ngừng lại được thì đúng ngay trước cửa cô chủ quán. Ông Phan thành giọng lo sợ là vì chiếc xe không có vỏ nào khác để thay. Như vậy là phải nằm lại đây rồi. Ông giọng ngó trước ngó sau, trông có xe nào về Gạch Giá hoặc trở lại Long Xuyên mà giá vỏ xe. Ông lo lắng chạy tới chạy lui. Ai mà biết ông giọng thì hiểu với bộ tướng của ông lao chao trông phải tức cười. Bởi ông là võ sĩ, khi nói chuyện hay ra bộ tịch. Lúc này cô chủ quán chợt thấy có chiếc xe xẹp vỏ đang dừng trước quán của cô, thì cô mới bước ra gọi ông giọng: nè ông, hồi nãy có anh thanh niên dừng xe tại đây, anh có gửi cho tôi một bánh xe và bảo tôi khi nào có chiếc xe hư vỏ ngừng tại đây thì lăn bánh xe này ra cho họ đặng mà lấy tiền công. Vậy có phải chiếc xe của ông hay không? Ông Phan thành giọng nghe nói vậy thì ông giật mình. Ông châu đôi mày lại, vội vàng hỏi người thanh niên đó ra sao. Cô chủ quán mới tả rằng: anh này rất đẹp trai, trắng, cao ráo, mà tóc để gần ngang vai. Ông giọng vô cùng mừng rỡ: vậy là thầy của tôi rồi, sao thầy tôi biết mà gửi bánh xe cho cô? Ông vội lăn bánh xe thay xong, ông lấy tiền trả công cho cô chủ quán. Cô chủ quán nói: thưa ông, tôi đâu có công cán gì mà lấy tiền của ông, nhưng tôi có điều thắc mắc, xin ông giải đáp cho. Anh thanh niên kia còn trẻ, ông thì lớn tuổi hơn, mà ông nói ông đó là thầy của ông. Theo tôi thấy, thầy chùa thì cũng không phải thầy chùa, thầy thuốc thì cũng không phải thầy thuốc, vậy chứ ông đó là thầy gì của ông? Cô à, từ trước tới giờ cô có nghe nói đến ông Tư Hòa Hảo chưa? Đức thầy của chúng tôi mà người đời thường gọi là ông Tư Hòa Hảo đó.
Tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là đệ tử của Đức Thầy chúng tôi. Vậy sao tôi đã nghe lừng danh ông Tư Hòa Hảo mà tôi chưa biết mặt, đến hôm nay mới có cơ hội cho tôi được biết mặt Ngài. Nhưng thưa ông, vậy chớ ông Tư đi đâu vậy? Thầy tôi đi thuyết pháp khuyến nông ở Rạch Giá. Thưa ông, như tôi có thể đến để nghe thuyết pháp chăng? Đó là điều tốt lắm chứ. Chúng tôi còn phải cổ động bà con đi nghe thuyết pháp. Nếu cô muốn đi nghe thì sáng sớm ngày mai này tôi sẽ ra đây đón cô đi nghe, để tôi đền ơn cô giữ bánh xe cho tôi. Nếu được như thế thì may cho tôi quá. Nói xong, ông từ tạ cô chủ quán, lên xe tiếp tục đi, mà lòng của ông phát sinh một cảm tình sâu xa với cô chủ quán. Khi đến nhà riêng của bác sĩ Trần Lũy, ông gặp lại Đức Thầy, chắp tay xá ngài và tường thuật lại câu chuyện. Ông nói tiếp: Thầy ơi, nếu không có bánh xe thầy gửi thì giờ này tụi con cũng còn ở nơi đó, chớ làm sao gặp được thầy. Đức Thầy cười, ngài bước đến vỗ vai ông mà nói rằng: Chuyện có một chút vậy mà ông cũng đem lòng thương. Rồi ngài nói tiếp: Tôi cho ông biết nghe, thương cũng khổ mà ghét cũng khổ đó nghe. Hai cái thương ghét đều khổ cả. Cô đó có cảm tình quá mà không thương sao được thầy? Đức Thầy mới nhấn mạnh: Thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Rồi ngài tiếp tục giảng thuyết cho mọi người cùng nghe. Riêng hai ông bác sĩ Trần Lũy và ông Phan Thành Vọng thì thấm thía gật gù suy nghĩ qua bài pháp vô thường của Đức Thầy. Theo lời hứa, sáng hôm sau, ông Phan Thành Vọng lái xe ra Mông Thọ, rước cô chủ quán vô Rạch Giá. Tại sân vận động, người ta đến nghe thuyết pháp rất đông. Sau buổi thuyết pháp khuyến nông, mọi người tan dần ra về, còn cô chủ quán được theo đến nhà riêng của bác sĩ Trần Lũy. Lúc đó cơm nước mới dọn ra, Đức Thầy chưa kịp dùng thì cô chủ quán đến. Thầy đưa mắt hướng về cô chủ quán với ánh mắt vô cùng từ diệu và lời nói ôn tồn. Thầy hỏi: Hôm nay cô đến đây có ý muốn bàn thêm việc gì và cô cần việc chi? Cô chủ quán chắp tay thưa: Bạch thầy, con đến đây xin phép thầy cho con được quy y. Quy y tu hành là điều tốt, cô hãy đến trước ngôi Tam Bảo. Tôi đọc như thế nào thì cô đọc y theo như vậy, rồi y theo đó mà tu. Sau khi làm lễ phát nguyện quy y cho cô rồi, Đức Thầy kêu ông bác sĩ Lũy bảo cho cô quán một bức trần già, một quyển sách nhỏ, rồi dẫn cô về nhà coi theo đó mà tu. Xong rồi, nhưng thấy cô do dự như còn cần thêm điều gì, thấy thế Đức Thầy hỏi: Cô còn cần thêm gì nữa? Cô cứ nói. Bạch thầy, hôm nay quy y theo Phật là một điều hết sức may mắn cho con. Còn riêng thân tộc của con chưa ai biết đạo đức chi cả,
họ đang sống ở chợ lớn Bình Tây. Có cách nào chuyển họ đến diện kiến với Thầy để họ được quy y theo Thầy? Thôi, phần của cô lo, còn phần của dòng họ để dòng họ lo. Cô nên nhớ đầu ai chí nấy, cô khỏi phải bận tâm lo cho người ta. Làm việc giác ngộ cho đời là tốt đó. Tôi nói cho cô biết, cả thân tộc của cô, họ không chịu quy y theo tôi đâu. Họ nói, chừng nào tôi nói được tiếng Tàu thì họ mới chịu quy y theo tôi. Cô chủ quán suy nghĩ, tại sao Đức Thầy biết rõ dòng họ của mình là người Tàu? Cô cáo từ ra về, thẳng đường cô đi luôn về chợ lớn. Gặp thân nhân, cô tường thuật lại sự việc đã xảy ra và khuyến khích mọi người nên theo đạo Phật giáo hòa hảo. Họ trả lời với cô, họ có nghe nói đến Đức Thầy lâu rồi, nhưng tất cả đều cho là người không có học nhiều, sức hiểu biết đã chưa chắc gì bằng được họ. Và họ còn nói, chừng nào Đức Thầy nói đặng tiếng Tàu là họ chịu quy y theo Ngài. Nhưng cô chủ quán với một mực khẩn thiết kêu gọi, cứ đến gặp một lần thôi, rồi có quyết định theo đạo hay không theo cũng không sao. Cuối cùng, bởi cả nể người trong thân tộc, họ đồng ý đến gặp Đức Thầy. Cầm đầu trong đoàn 17 người là ông tên Nghí. Họ tiến về xã Hòa Hảo. Dường như có sẵn túc duyên với Phật, nên Đức Thầy có dịp ghé lại tổ đình trên tuyến đường đến Tân Châu thuyết pháp. Họ đến nơi thì Đức Thầy từ tổ đình bước ra, Ngài chắp tay cúi đầu. Người đi đầu là ông Nghí, tay ôm nhang đèn, cũng như họ đi cúng chùa vậy. Sau đó Đức Thầy đứng xuôi tay nhìn thẳng về phía họ, ôn tồn Ngài nói một tràng dài tiếng Tàu. Ai nấy nghe xong, ông Nghí buông nhang đèn xuống đất, quỳ lại Đức Thầy giữa lộ, không biết bao nhiêu lại mà kể. Đức Thầy đỡ họ dậy và mời vô nhà, trao đổi câu chuyện hồi lâu. Tất cả đều quy y theo Thầy, riêng ông Chật Nghí xin được ở lại với Đức Ông, và ông đem gia đình lập nghiệp tại Hòa Hảo. Ông Nghí cũng là một người Tàu, rất là thân cận với Đức Ông, thân sinh của Đức Thầy. Phần nhận xét: tâm của một vị chứng đắc, tình thương lúc nào cũng ban rải khắp nơi nơi, tùy duyên mà hóa độ cho muôn loài. Đức Thầy rõ biết tâm tính của người Tàu, có sự tự mãn về sắc tộc và ngôn ngữ. Muốn cho quy phục Phật Pháp thì Ngài phải dùng ngôn ngữ của họ. Ngài không phân biệt chủng tộc. Dưới mắt Ngài, mọi người, mọi sinh vật đều bình đẳng. Ngài nhìn cái tâm trong đó chứa đựng Phật tánh đồng nhất thể của muôn loài mà Ngài hóa độ. Người ta lấy làm lạ giữa sự đối đáp của Đức Thầy với nhóm người Tàu. Tại sao chỉ có mấy câu nói của Ngài mà làm cho tất cả người Tàu này quỳ lại tín phục, trong khi Ngài là một người hết sức là trẻ tuổi và thật là quá ư xa lạ đối với họ? Nguyên khi được cô em gái cho họ biết là đã có vị Phật ra đời,
kêu gọi họ quy y tu hiền theo Phật đạo, thì cả nhóm mới thảo luận với nhau: mình đã có đạo nhân của Đức Khổng Tử gian danh khắp thiên hạ, mà đạo nhân đã có từ lâu thì cần gì học theo Phật đạo. Họ cho đạo nhân đã quá đủ rồi, còn hơn cả Phật đạo. Tại sao phải bỏ cái cao mà đi tìm cái thấp? Chỉ vì nể tình cô em gái mà kéo nhau đến gặp Đức Thầy. Nhưng khi gặp Đức Thầy, lời nói đầu tiên của Ngài đã giải tỏa cho họ tất cả cái cao ngạo, cái dị biệt trong lòng. Và cùng một lúc, Ngài dạy cho họ con đường Phật đạo mà họ phải bước đi. Và chỉ có con đường này mới đoạt được quả vị Phật để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Ngài thấu hiểu tâm tư của họ, giải đáp tất cả quẩn khúc trong lòng họ, trong khi họ chưa một lần mở lời cùng Ngài, thì thử hỏi làm sao họ không tín phục. Chúng ta đã theo Phật đạo, tức là chúng ta đã theo con đường của Phật đã đi, chắc ít nhiều gì hành giả cũng phải rõ đâu là túc duyên với Phật Pháp. Từ chuyện Đức Thầy biết rõ là xe của ông Phan Thành Vọng bể vỏ trước quán của cô gái, và cô gái cùng với tộc họ của cô có túc duyên cùng Ngài, nên họ đã phải quy y theo Phật Pháp. Ngài biết rõ con đường của chúng sanh đang đi, mà với lậu tận thông của Ngài thì Ngài đâu lạ gì từ nhiều kiếp trước những người Tàu này đã có duyên nghiệp cùng Ngài, nên Ngài đã ra công độ họ dạy. Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Nam mô A Di Đà Phật.